Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, cần vận thì nằm trong tay ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại có được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Lại có người cả đời trăm nghìn việc không như ý, luôn luôn thất bại, khốn cùng. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và trong hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 12 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu Việt Nam. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hải Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 12, tức ngày 16 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 12, tức ngày 28 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý. Thứ ba là ngày âm lịch 18 tháng 12, tức ngày 9 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vùng tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 12, tức ngày 23 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 12, tức ngày 4 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 âm lịch. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Bước vào tháng 12 âm lịch, tình hình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều khởi sắc. Trong thời điểm này, bản mệnh sẽ có khoảng thời gian khá dễ thở. Tất cả các phương diện đều đạt ở mức trung bình. Kỷ âm thổ gặp ngọ dương hỏa là thương quan,
nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Bính Ngọ, trong tháng này, bản mệnh cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phận lòng những người xung quanh mình. Để mọi cuộc sống diễn ra thuận lợi, san sẻ hơn, những gia chủ tuổi Bính Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm hội tụ những linh khí của đất trời, những tinh hoa của Đức Phật và nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại may mắn và bình an cho gia chủ tuổi Bính Ngọ. Về sự nghiệp, trong tháng 12 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Quý gia chủ cũng là người không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng, luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đang nỗ lực rất nhiều. Do đó, quý gia chủ nên hết sức thận trọng, cho dù có làm gì, hãy để mắt tới những nhân vật đố kỵ xung quanh. Hơn nữa, bản mệnh luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai. Cũng không mong chờ được giúp đỡ. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Bính Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm còn có công dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về tài lộc, tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 này. Mặc dù công việc không được tốt, nhưng bạn vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho quý gia chủ những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng do chính tính cả nể, hào phóng nên đã có người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít. Năm 2020, Bính Ngọ nằm trong bộ tứ hành xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu, xung với Thái Tuế. Người xưa có câu, Thái Tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ Thái Tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Bính Ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài Thái Tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Tình cảm và gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. Tháng này, gia đình sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến du lịch đi xa. Đây là cơ hội để gia đình gia tăng tình cảm, cải thiện mối quan hệ với các thành viên. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn thì các gia chủ tuổi Bính Ngọ nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe. Đối với gia chủ Bính Ngọ sinh năm 1966, tử vi tháng khuyên quý gia chủ nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi đã không còn trẻ đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Quý gia chủ cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Ngoài ra bản mệnh nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Ngọ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tam giác khai vận được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi,
tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích hoạt tài lộc cho gia chủ. Nhìn chung, vận trình tháng 12 âm lịch của tuổi Bính Ngọ khá tốt. Tuy nhiên, vẫn cần nhắc lại, tuổi này đã đến lúc bạn tạm gác lại công việc để tâm đến sức khỏe và gia đình. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình tuổi Bính Ngọ trong tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hoặc cát để lộ trình công việc tháng này được thuận lợi và suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!